Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, tham dự phiên họp có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục có những đổi mới quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển biến tích cực công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực nói riêng. Bên cạnh đó đã dành thời gian lắng nghe, tiếp xúc với người dân, cộng đồng doanh nghiệp để chỉ đạo nghiên cứu, xử lý những phản ánh kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. Phiên họp cũng nghe lãnh đạo các bộ ngành và địa phương tham luận, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm 2024, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, yêu cầu tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương, bảo đảm đúng tiến độ. Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục kiện toàn các thành viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp trong thi hành án dân sự, giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn phát sinh trong việc phối hợp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành những trường hợp phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, trong chỉ đạo có sự đổi mới, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự. Kết quả trong 6 tháng giải quyết trên 15.800 việc, tăng hơn 2.500 việc so với cùng kỳ. Trong đó, số việc thi hành xong đạt gần 63%. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với chỉ tiêu được giao trên 83%. Số tiền thi hành xong đạt gần 30%, trong khi chỉ tiêu được giao gần 47%. Đối với các vụ việc trên 3 năm chưa thi hành xong, còn đến trên 1.000 việc cần thi hành. Đây là những hạn chế mà Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh nhấn mạnh. Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo trao đổi sôi nổi về nguyên nhân của những hạn chế này cùng với phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm để đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, ông Trần Văn Lâu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, đặc biệt là Cục thi hành án dân sự tỉnh trong giải quyết các vụ việc. Trong thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, số việc thi hành án dân sự từ đây đến cuối năm tồn động còn quá lớn, đề nghị cần quyết tâm quyết liệt nghiên cứu có giải pháp đối với từng vụ việc, sàng lọc, rà soát, phân nhóm đối tượng để giải quyết. Vụ việc nào dễ giải quyết trước, vụ việc nào khó giải quyết sau, liên quan đến sở ngành nào cần có kiến nghị để kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn lưu ý đến vấn đề kê biên tài sản, công tác phối hợp với các sở ngành. Sáng nay 15 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ xuất quân lớp học kỳ trong quân đội tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số cơ quan ban ngành tỉnh. Năm nay, lớp học kỳ trong quân đội tỉnh Sóc Trăng lần thứ 10 sẽ được diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024, với 103 chiến sĩ, trong đó có 69 chiến sĩ nam, 34 chiến sĩ nữ. Trong suốt học kỳ, các em sẽ được trang bị nhiều kỹ năng, tìm hiểu về nhiệm vụ của người lính bộ đội Cụ Hồ, cũng như được học những kiến thức về kỹ năng xã hội, khám phá năng lực, kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng mối quan hệ lành mạnh.
Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, học bơi cơ bản để phòng chống tai nạn đuối nước, cùng các hoạt động giải trí sau giờ học phong phú đa dạng. Thông qua các hoạt động, ban tổ chức lớp mong muốn các em sẽ trưởng thành hơn, biết yêu thương bản thân, gia đình, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó bạn bè, đồng đội, rèn luyện thể chất, tinh thần và biết quý trọng giá trị bản thân để hình thành lối sống, quan điểm đúng đắn, tích cực. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và ban tổ chức đã thực hiện nghi thức cài hoa cho các chiến sĩ nhí và trao cờ xuất quân.